cậu bé vừa mới xuyên không về thời cổ đại, trở thành hoàng tử, không chỉ có xe bốn bánh chạy điện, còn có thể tiện tay lấy ra những vật phẩm thời hiện đại, chỉ cần hô biến, chiếc kính râm bỗng chốc xuất hiện, gặp thích khách liền rút ra rồi cui điện trích cho đối phương tê luôn. Thậm chí ngay cả khi tắm cũng có thể hô biến ra xà phòng. Hóa ra cậu bé có một không gian lưu trữ vật phẩm vô cùng phong phú. Sau khi xuyên không, cậu bé không chỉ giúp phụ hoàng phá tan âm mưu phản loạn của Triệu Vương, hơn nữa còn trở thành đứa bé ngoan hiền, đáng yêu trong mắt mẫu hậu. Hóa ra cậu bé vốn là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, thật may mắn khi được cha mẹ nuôi đón nhận chăm sóc. Nhưng lúc nào cậu cũng muốn tìm được cha mẹ ruột của mình. Tuy nhiên, khi biết được em gái mắc bệnh nặng cần thay thận, cậu bé quyết tâm không chút do dự, lựa chọn hiến thận để đổi lấy mạng sống của em gái. Sau đó, cậu bé đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ, cậu đã gặp người mẹ luôn trong tâm trí, ngày đêm nhớ thương. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy lần nữa, nhận ra mình đã bị bọn buôn người bắt về nhà. Bọn chúng muốn đánh gãy tứ chi của cậu, ném ra phố để đi ăn xin. May mắn được cứu bởi Phượng Minh tướng quân đang ra ngoài tìm hoàng tử mất tích. Chúng tìm thấy con rồi. 6 năm rồi, chúng ta cuối cùng cũng tìm thấy con. Tiểu Phong, là cha đây. Hai người thật sự là cha mẹ của con sao?